Vừa qua, Tổng công ty Mai 10 đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tới dự. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay Mai 10 đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam, với 18 đơn vị thành viên tại 7 tỉnh thành trong cả nước, khẳng định được tiềm lực và vị thế dẫn đầu của mình ngay cả trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng. Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22% một năm kể từ năm 2005 đến nay, thời gian qua Mai 10 là đối tác tin cậy của hầu hết các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới như Pierre Cardin, Van Heusen, Calvin Klein, Perry Ellis, Old Navy. Các dòng sản phẩm của Mai 10 đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường nội địa và quốc tế như Mai 10 Express, M-Series, Mai 10 Classic, Entity Group. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Tổng công ty Mai 10 huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai, huân chương lao động hạng nhất cùng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Mai 10 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh hiện nay Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc ký kết các hiệp định FTA với các đối tác lớn, tham gia hiệp định TPP và cộng đồng kinh tế ASEAN đang mở ra nhiều cơ hội về thương mại, đầu tư và thị trường. Ngành dệt may nước ta có cơ hội rất lớn trở thành trung tâm sản xuất sản phẩm thời trang của thế giới. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh kinh tế sẽ gay gắt hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có dệt may, nhất là về lao động và nguồn nguyên liệu. Trong bối cảnh đó, ngành dệt may nói chung và Mai 10 nói riêng cần xác định chiến lược phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để tiếp tục thành công trong hội nhập.